Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh tư vấn sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu tủ lạnh có dung tích là 233 lít đến từ thương hiệu Toshiba, một tên model là A28GM-UKG1. Như các bạn đã thấy, tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít A28GM-UKG1 có thiết kế hai cửa ngăn đá trên quanh cửa với 10 giường. Bên cạnh đó, chiếc tủ lạnh Toshiba Inverter này còn được sở hữu tông màu đen đẹp mắt, tạo điểm nhấn nổi bật trong gian bếp của gia đình bạn. Tủ có dung tích 233 lít rất thích hợp với gia đình có từ 2 đến 3 thành viên. Tủ đã được trang bị thêm công nghệ inverter giúp tủ lạnh vận hành êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định, hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Đồng thời, công nghệ này giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng nhờ khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu khi vận hành. Chế biến không cần gia đông, không trang, không tinh tôm, giúp thực phẩm tươi ngon mà không bị mặn đông đá. Khi muốn nấu ăn chỉ cần mang ra là có thể chế biến ngay mà không cần gia đông. Đây có thể nói là một trợ thủ đắc lực giúp các bà mẹ bận rộn nấu cơm nhanh hơn. Để đảm bảo làm lạnh đồng đều cho thực phẩm, Toshiba đã sử dụng công nghệ nguồn khí lạnh vòng quanh sẽ mang đến nguồn khí lạnh đến các nơi mọi ngóc ngách của tủ lạnh, đảm bảo làm lạnh thực phẩm một cách đồng đều nhất, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. Với công nghệ AG+Bio giúp loại bỏ mùi hôi do thực phẩm gây ra, hạn chế vi khuẩn phát triển ảnh hưởng đến thực phẩm và sức khỏe bạn. Bảo quản rau củ tốt hơn, thay lớn cộng với thay kẹ 100% kính chịu lực giúp thực phẩm giữ tươi lâu mà không phải lo ngại khi để nhiều đồ trong tủ. Chiếc tủ lạnh Toshiba Inverter A28GM-UKG1 này là sự lựa chọn phù hợp nhất với những gia đình có từ 2 đến 3 thành viên với nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán của sản phẩm, mời các bạn đến với siêu thị điện máy HC Hải Dương, địa chỉ 354 đường Thanh Niên Kéo Dài hoặc liên hệ với chúng tôi.